Đang đi trong nhà xe, chàng trai bất ngờ đụng độ với Blast ngoài đời thực. Mới đây, một video được đào lại thu hút được sự chú ý vô cùng lớn từ phía người xem. Cụ thể, video trên được trích từ camera an ninh tại một gara xe từ năm 2012. Trong video là hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi đang xách đồ và di chuyển về xe của mình. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới khi xuất hiện một vật thể đột ngột bay xuyên qua với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Có thể thấy rõ được sức mạnh của thứ đó khi nó tác động không nhỏ tới chiếc camera an ninh. Hình ảnh thu lại lúc đó đã bị rung lắc khá mạnh. Khi dừng video, ta có thể thấy rõ ràng thân hình của một người đàn ông đang đứng nhưng lại quay theo chiều ngang, rất giống với những hình ảnh các siêu anh hùng trên màn ảnh khi bay với vận tốc cực đại. Đặc biệt hơn, kéo theo đằng sau nó là một vệt ánh sáng liên tục chớp nháy. Người đàn ông vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng trên, anh sững người và nhìn theo hướng bay của vật thể đó. Một vài người khi xem tin rằng anh chàng trong video trên đã thực sự may mắn khi có thể nhìn siêu anh hùng tận mắt như vậy. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng video trên chỉ là một sản phẩm của Photoshop. Còn bạn có nghĩ rằng người siêu năng lực là có thật hay không? Hãy cùng comment bên dưới video này cho Trùm Tin Bí Ẩn biết với nha. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách ấn đăng ký và biểu tượng chuông phía bên dưới để tiếp tục theo dõi những video bí ẩn nhất trong cuộc sống nhé. Xin chào!